Chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng.com. Đợt này mình về rất là nhiều hàng tour đi Nhật Bãi. Và một trong những cái con này thì mình thấy là cực đẹp. Đó là con chiếc xe Merida, Touring Merida thương hiệu Mỹ. Đó là con này khá là đẹp, các bạn nhìn đấy. Cái nước sơn của nó khá là còn zin. Thương hiệu Merida, một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của nước Mỹ. Thương hiệu xe đạp của Mỹ. Xe này đã được qua sử dụng tại Nhật và mình đã xách tay về Việt Nam theo đường xách tay. Xe được trang bị khung bằng nhôm, lớp sơn cực zin, gần như là mới 90%, nó chỉ xước vài chỗ do quá trình sử dụng bên Nhật thôi. Xe được trang bị vành 700C, lốp to giúp cho cái độ bám đường của cái chiếc xe nó tốt hơn. Đó, và trang bị phanh V. Xe được trang bị tay chuyển số SRAM, tay vặn 3 nhân với 7 tốc độ. Ba đĩa và 7 tốc độ. Đằng sau được sử dụng bộ chuyển động của SRAM. Khung nhôm. Như các bạn thấy là nước sơn của cái chiếc xe này nó cũng khá là mới. Rất là đẹp. Xe này thì phù hợp với các cái bạn mà chiều cao từ khoảng 1m58 cho đến 1m68, 1m7. Tại vì cái gióng này nó hơi chéo chéo nên là giúp cho các bạn là lên xuống xe nó dễ dàng, không bị vướng, và xe cũng phù hợp với là đi trong phố, bởi vì nó là dòng touring. Rất là phù hợp đi trong phố, và như các bạn thấy là mình cao 1m62 thì đứng cạnh chiếc xe thì rất là phù hợp cho các bạn chiều cao tầm khoảng từ 1m6 đến 1m7. Là phù hợp với chiếc xe này. Thương hiệu Merida là một cái thương hiệu mà rất là phổ biến và cực kỳ nổi tiếng, chỉ sau đứng nhất nhì, gần như ngang bằng với lại thương hiệu Giant của Mỹ. Thì nếu các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì chiếc xe này có giá vào tầm khoảng gần 6 triệu đồng. Các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại để biết giá chính xác và được giá ưu đãi ngay bây giờ. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà mình ra trong thời gian tới đây. Và hãy ủng hộ mình bằng cách là ấn like video, bởi vì là chúng mình tắt hoàn toàn cái quảng cáo ở trên kênh YouTube để không làm phiền các bạn trải nghiệm video trên kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.